rồi mọi người ơi, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 12, lại là ngày Christmas Walk của thành phố Corona Del Mar. Thì hôm nay mình sẽ đi lên đây, mình trước cửa tiệm mình sẽ quay ngày Christmas Walk ở thành phố này. Mỗi năm đều có cái ngày này rơi vào ngày đầu tiên, Chủ nhật đầu tiên của tháng 12. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người coi cho vui nha. Đường phố rất là đông vui và nhộn nhịp luôn. Đây cho mọi người coi. Ai cũng dress up, ai cũng mặc đồ Giáng sinh để đi bộ ra đường hết. Rất là vui luôn. Tí nữa mình sẽ đi qua bên kia đường. Đây, bây giờ phái đoàn của mình sẽ đi. Hi. Good. Đây là nhà hàng Summer House kế bên nhà mình. Và bây giờ mình sẽ đi lên đây. Lên đây, lên đây. Vui lắm. Có dàn nhạc nữa mà chưa có ai chơi. Ai chưa có ai play music hết. Gì chụp hình hả? Chứ chỗ này có ở đâu chụp, lên ông già Noel kìa. Lên. Lên bóng nó tùm lum tùm la hết á. Đây họ cho đồ ăn free nè, có muốn lấy cái gì lấy. Burrito. Đây họ cho free. Nè. Ê. Yes free nào, em lại hình như cho hát free nữa kìa, tính lên hỏi có cái giỏ sách có cái hát trong đó. Cho free á, hỏi không coi. No. No cầm vô rồi lấy đi. Cầm vô rồi lấy đi, hỏi không? Không phải đâu. Lấy đi. Lấy đi, bốc đi, bốc đại đi, lấy đi. Nè. Lấy một cái có ăn không? Ăn thì mới lấy. Rồi, rồi được rồi. Hỏi. Đây. Có ông già Noel đây rất là đẹp. Hello. Đây bánh trái cho. Would you like a cannoli? No, thank you. Okay. Too sweet for me. You want a beach trigger? Wow, đẹp quá. Hả? Có mấy cái nón, có một cái. Thấy ông kia nãy, thấy ông kia ông lấy kìa, giờ người ta còn mang ra nữa kìa. Bánh nào lấy đi mà cho cookie and champagne. Go ahead. Đây cookie free. Chocolate chip and champagne. Ai muốn uống thì lấy đó. Đường phố vui lắm. Bên kia nhạc. Ta bớt. Chó đây đường. Đây là cái quán bar rượu gì đây. Wow, look at that. Wow. Look at that. Hai con chó rất là to luôn. Oh my god. That's
a Christmas card right there. Too wow. bad you two aren't married. Yeah, that's your Christmas card. Now the trick is watching Santa get up. Phải đứng nhất lại nè. Ông Santa rất là đẹp trai. Wow. Santa rất là đẹp. Người đứng nhất lại chụp hình với Santa. Yeah. 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 Go, 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 go. Las Vegas is small. Like Albert, excuse me? Why did he Las Vegas to Mexico? Dashing through this. Chỗ phê vật của tụi mình rồi. Đó, bắt đầu đi vô đây. Lấy từng hàng. À, bắt đầu coi nè, đi vô đây lấy gì nè. Lấy viết nè Tết. Tết viết ở đây nè, năm nay lấy viết ở đây nè. Viết đỏ đỏ kìa, lên kia kìa, ngay góc kia kìa. Lấy cái thằng cây. Ồ, bên đây cũng có nè. Lấy cây viết đi, lấy cái đó làm gì. Cái này $25 CDM. So cute. These are the different styles we yeah, have. Yeah, I like CDM. CDM is like yeah. it. Nè, CDM nhớ không? Nhớ cái kẹo Corona Del Mar đó. Wow. Ở đây lúc nào cũng đông. Đúng rồi. Đây nè, qua đây nè. Qua bên đây. Đây ông già Noel nè. Santa. Merry Christmas. Santa. Đây cho candy Misoto. Hello. Lấy mắt kiến không? Lấy sunlens. Lấy sunlens đi. Lấy vỏ màu xanh cho đẹp. Đó, lấy mắt kiến đi. Anh đâu hả? Anh lấy đi. Kệ nó, lấy cho Việt Nam. Lấy đi cho mẹ, mẹ cho Việt Nam. Thằng nào nó lấy nha. Ừ. Lấy vỏ màu đen. Bát vỏ đi muốn bán nhà cửa tá lạ nữa. Viết vô rồi vỏ xanh đi, cái ngồi lại lấy cái nữa. Còn bên đây cho gì tụi mình. Lấy ta lấy cái hat à. Can I take the hat? Thank you. No. Okay. Năm ngoái lấy rồi có lại mặc đâu, vẫn còn dục ở nhà. Có lấy kẹo không? Kẹo phi á, lấy kẹo chưa? Đó. Lấy water không? Lấy nón thôi. Lấy nón về cho Việt Nam. Kìa, cái kia trúng kìa, trúng cái hát 15 đồng kìa. Rất là đông. What did I say? I just got on camera.
like kìa, đi vô lấy đi, mẹ con vô đi. Không có like, không có đông lắm đâu, nếu mà đông thì đi về. Mày lấy gì vậy? Đây, đường phố rất là đông vui nhộn nhịp, có hai cái cô kia đang. Đi qua Roger Garden, Sherman Garden. Giờ là 2 giờ chiều rồi đó, mà bà con vẫn còn đầy đường hết. Đến từ 11 giờ tới 4 giờ, còn 2 tiếng nữa, nhưng mà có thể là tới 5 giờ đi qua Sherman Garden. Sherman. Năm nay Sherman gia đình không có band nhạc ở đây, lát kia là có band nhạc ở đây nha. Đó, giờ mình qua Sherman Garden, Sherman Library Garden. Look at this 0.5 I took you. Wait, we can make a TikTok there. Yeah, well, let's ready. Ồ, bên nhạc đây nè. I remember.
brothers and sisters walking in the park. Sao số ao rồi? Số ao là sao? Select 9 December. Số ao là không còn vé để mua nữa, nghe không? Sherman Garden có rất là nhiều bông đẹp. Trong đây họ trồng bông rất là đẹp luôn. Để tụi mình sẽ đi vô, mình sẽ đi lên đây mình quay cái cây quýt mật truy. Lên trên đây mẹ muốn chụp hình cây quýt mật truy. No, đây nè, đi lên đây đã, đi lên đây đã. Biết rồi nhưng mà mẹ muốn lên cái cây quýt mật truy này. Đây là một cây quýt mật truy rất là độc lạ. Độc lạ chưa? Đẹp không? Đó. Rất là độc lạ. Ở đây rất là đông người, người ta trang trí rất là đẹp. Giờ mình check vé vô. I can go to. Thank you. Giờ mình được đi vô. Đây. Đẹp không? Đây. Garden, Library Garden có rất là nhiều bông và đẹp. Mấy đứa nhí nhố. Cái cây Persentia nó màu ngộ không? Wow, mấy cái cây Persentia đẹp quá à. No, ra hàng kia chụp ngược lại đẹp hơn. Đây, đi vô đây. Vô đó đi, vô đó đi. Đó, tôi á take picture được cho mấy người á tôi kêu mấy người chụp chụp hình cho tôi thì không được. Cái cây lá phong đẹp không? Tính mình vô đó đi, đứng đây, đây cho mình lên hình làm cây lá phong, model cây lá phong Japanese. Cây thiệt chứ cây giả gì che, ở đây là thiệt không? Cây lá phong đẹp không? Cái gì gọi là maple tree gì đó. Đẹp lắm. Thôi đi, nãy rượu vô thì không vô, mà bây giờ vô rồi thì không ra nè. Đi. Đi, đi ra umbrella chụp ngược là đẹp lắm, ở đây không đẹp đâu. Nè, có mấy cái cây xương rồng đẹp bát cháy bò chết luôn nè. Nè, mấy cây xương rồng to chà bát lửa luôn nè. Đó, đẹp không? To lắm. To ơi là to luôn á. Vườn ta trồng đẹp. Bán vé vô chứ đâu phải phi đâu. Đẹp không? Cây xương rồng cao ngất ngay con gà tây luôn nè. Ở trước cửa tiệm mình chứ có mấy đời mình đi qua đâu năm nào. Christmas Walk mới có giờ đi qua. Kia có cây ổi. Rồi. Không, không có. Đây có cái cây Christmas tree đẹp nè. Đây là có cái nhà hàng. Đi ra đây nè. Tối là có ca nhạc ở đây nè. Tối là có sân khấu ca nhạc đây chuẩn bị hát nè. Giờ mình sẽ đi. Ôi
ơi, trời ơi, cái cây bông đẹp quá Tính ơi. Mày thấy cái cây bông này bao giờ chưa? Trời ơi, đẹp quá à. Ôi chết mẹ rụng rồi. Gờ go cái rụng nha. À, đẹp quá à. Ôi cây bắp cải đẹp quá à. Kìa dưới kia nữa kìa. Nó còn bên đây rồi bên đây nữa. Đó chụp ở đây đây. Trong đây có một cái hồ cá khoi. Cá khoi còn nhỏ. Và có một cái bông súng màu vàng rất là độc lạ. Chỉ có một bông một thôi. Đang có cái nụ thứ hai. Ba nụ, ba bốn nụ. Sophie đi. Đó, hết rồi. Let's find Norma. Tối đến nó đèn lên đẹp lắm nè. Tối người ta tắt đèn hết mấy cái đèn này lên chớp đẹp lắm. Ở đây có cái dàn trà mi đẹp ác ôn luôn. Đẹp quá trời, đẹp. Đẹp quá. Kìa đang nhí nhố chụp hình. And then we literally walk into this and I'm like, I did not. I was supposed to look at a house. Những cây hoa rất là đẹp. Đây là có lan. Các loại lan đất. Lan đất nè. Đây có cây lan đất đẹp không? Orchis đẹp không? Beautiful. Phong lan nữa nè. Trời ơi, cái trà mi cái đẹp quá kìa. Coi phong lan. Cái trà mi này nè, đẹp chưa? Màu trắng kem nha. Đó. Rất là đẹp luôn á, trong cái vườn này. Lâu lâu vô đây ngắm bông. Đây, đây cái trà mi này nữa nè. Bông ngộ không? Nó đang nụ nhiều lắm, chắc mấy bữa nó lại nở bông đẹp lắm. Trong đây bông trà mi toàn là bông hàng độc lạ hả? Hàng hiếm không à. Trong đây có một vườn nữa nè, ta đang nhà kho chứa bông trong đây đó. Rồi, thôi đi. Đi về. Đó là xong cái ngày Christmas walk của mình rồi. Mình đi về thôi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Đó, đứng đó quay lại coi. Đó, đây nè, tụi nó thu hoạch đồ đạc kìa. Quay mặt lại coi, hai con bé bé kìa, coi đồ kìa. Xách đồ lụng tà lụng tụng, thấy đã không? Đó, năm nào cũng lên đây hốt đồ, tay xách nách mang về đó, vui không? Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt mọi người nha.